cao hơn 1.700m so với mực nước biển, buổi tối sẽ rất lạnh. Anh quyết định đi xuống nơi thấp hơn rồi xây chỗ ở. Đường đi rất trơn, chưa đi được mấy bước thì Estafford đã gặp một con rắn san hô. Độc tính của loài rắn này rất mạnh, nếu bị cắn một phát thì căn bản là cứu không kịp, bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận. Tiếp tục tiến lên phía trước, Estafford lại phát hiện cây thù du. Vỏ của loài cây này có thể dùng để làm dây thừng. Anh quyết định dừng lại để làm một cái váy cỏ, sau đó lại nhặt được một viên đá ngọc bích màu đỏ. Loại đá này rất cứng, có thể giữ lại để làm dụng cụ. Estafford cảm thấy nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, bắt buộc phải nhanh chóng tìm thấy vị trí thích hợp để xây chỗ ở. Đi không lâu thì Estafford lại dừng lại. Anh nhìn thấy rất nhiều ong mật bao vây tảng đá. Kinh nghiệm nói với anh nó chắc chắn là một cái tổ ong. Sau khi ăn xong, Estafford còn không quên đậy tảng đá lên. Nếu không có thức ăn thì còn có thể đến lấy tiếp. Anh đi được một lúc thì có tiếng nước truyền đến. Thì ra là một dòng sông rất lớn. Anh quyết định sẽ xây chỗ ở bên hồ nước. Như thế thì sẽ tiện để uống nước và bắt cá. Anh đã nắm vững cách xây chỗ ở, dùng dây leo để buộc mấy cành cây lại. Công việc xây dựng tiến triển rất nhanh. Nhưng rất đáng tiếc là bỗng nhiên trời lại mưa. Điều này khiến cho Estafford không thể hoàn thành trong tối nay được rồi. Không có nhà, không có lửa nên Estafford cực kỳ lạnh, toàn thân ướt đẫm. Nếu cứ tiếp tục chống đỡ trong mưa như vậy, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm rất nhanh. Không có cách nào, anh chỉ có thể mở túi cấp cứu ra. Cuối cùng thì ngày hôm sau cũng đến. Estafford nói tối hôm qua là một trải nghiệm đáng sợ. Anh đang tăng tốc để xây chỗ ở, anh treo lá lên giá, xếp thật chỉnh tề xong là có thể che gió chắn mưa rồi. Sau khi xây xong thì phải đi tìm nguyên liệu nhóm lửa, nhưng tất cả mọi thứ đều bị ướt cả rồi, không có cách nào dùng cả. Lúc này anh phát hiện một dòng thác lớn rất đẹp, anh vừa muốn bước đi thì bị ngã. Ở một nơi không xa chỗ ở của anh có một mảnh đất rộng lớn, Estafford đã thu thập được rất nhiều cành cây khô ở đó. Anh vội vàng nhóm lửa, anh cởi váy ra rồi làm một cái máy khoan cánh cung. Cứ thế anh đã dùng 40 phút thì cuối cùng cũng nhóm được lửa. Estafford hưng phấn hét lên một tiếng. Thế là Estafford đã có nhà, đã có lửa, anh còn có thức ăn có thể ăn 2-3 ngày. Anh bắt đầu nâng cao chất lượng cuộc sống lên, làm một cái giường, nằm trên giường nướng thịt. Anh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trời mưa 2 ngày, nước sông đang ở trạng thái dâng lên. Nếu tiếp tục dâng lên nữa thì chỗ ở của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh bắt đầu hối hận, không nên ở gần sông như vậy. Cuối cùng thì thức ăn của Estafford cũng hết, anh cảm thấy đã đến lúc bắt đầu đi bắt cá rồi. Cuống lá cây cọ là nguyên liệu vô cùng tốt, dùng dây mây làm thành dây thừng buộc lên cây cọ rồi dùng sức kéo xuống, thế là có thể bắt đầu hái nguyên liệu rồi. Làm được một lát thì anh còn ăn thêm một ít tâm cọ, calo và vitamin đã được bổ sung. Trên đường quay về chỗ ở, Estafford phát hiện một nhúm lông lợn rừng, bắt buộc phải giữ cho lửa không được tắt, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Estafford về đến chỗ ở thì bắt đầu làm bẫy cá, làm một cái vòng trước, rồi buộc cuốn lá cọ lên cho thật chỉnh tề. Một đầu thì bịt kín, còn một đầu thì hở. Sau khi cá bơi vào và ăn con mồi thì phần lá ở chỗ mở sẽ tự động đóng lại, thế thì cá sẽ không chạy ra được. Estafford làm tận 7 tiếng mà vẫn chưa làm xong. Cuối cùng anh cũng hoàn thành bẫy cá vào buổi sáng. Anh lại nhặt được một ít kiến làm mồi thả vào trong bẫy và cuối cùng đặt bẫy ở vị trí thích hợp. Quay lại chỗ ở, Estafford đói bụng nên bắt đầu trực tiếp xuống nước để bắt cá. Cách này rất nguy hiểm, mò dưới nước suốt nửa ngày như vậy mà không hề thu hoạch được bất cứ thứ gì. Anh chỉ đành leo lên bờ, xem ra lại phải nhịn đói một đêm rồi. Vào ngày hôm sau, Estafford muốn đi xem cái bẫy của anh, hãy đoán thử xem có thể bắt được cá không đi nào. Sau khi ăn no, Estafford còn thốt lên một tiếng khen ngợi. Hôm nay là ngày thứ 9, Estafford cảm thấy cái lạnh và ẩm ướt ở đây khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Mối nguy hiểm của báo đốm khiến anh muốn rời khỏi nơi này sớm hơn. Sáng sớm tỉnh lại, Estafford phải chuẩn bị về nhà rồi. Anh hy vọng ngày cuối cùng có thể có được một bữa ăn ngon. Hãy xem thử cái bẫy của anh ấy đi nào. Anh vui vẻ lấy ra một con, sau đó lại mò ra thêm một con. Hai con cá này là món quà mà mẹ thiên nhiên tặng cho Estafford. Ăn cá nướng ngon tuyệt. Estafford cảm nhận được điều tốt đẹp ở nơi này. Ánh sáng mặt trời khiến nơi này khô ráo, ấm áp. Hai con cá nướng mang đến cảm giác hạnh phúc rất lớn cho anh. Nhưng lúc này anh vẫn phải về nhà. Cuối cùng thì máy bay cũng đã đến.